buổi khi ngồi thiền mình làm gì thầy? Khi ngồi thiền thì quý vị hành thiền. Khi ngồi thiền thì chúng ta ngồi thiền. Cái làm của chúng ta, cái rô tí đó, cái làm của chúng ta là làm ở trong cái tâm của chúng ta. Còn làm cụ thể như thế nào thì có 40 đề mục thiền chỉ và 4 đề mục thiền quán, 4 đối tượng để thực hành thiền quán. Và do sư không dạy thiền online cho nên làm ơn làm phước đi tham dự các khóa thiền. Hoặc là sắp tới này, sư có tổ chức cái khóa thiền 10 ngày ở Phước Sơn đó. Quý vị bây giờ đăng ký vẫn còn kịp ha, đăng ký đi rồi quý vị sẽ biết khi ngồi thiền mình làm cái gì. Còn bây giờ mà sư có nói khô cả cổ thì nó cũng vậy thôi ha, cho nên câu hỏi này cho qua. Tự nhiên sư có một cái hình ảnh ví dụ mà sư muốn chia sẻ với quý vị như thế này nè. Cái chuyện mà hít đất á nha, thì chúng ta có thể xem trên YouTube và chúng ta tập theo được. Nhưng mà ngay cả như vậy thì cũng có một vài vấn đề chúng ta chưa đúng đâu. Nhưng ít nhất á, thì cái chuyện mình hít đất á, ha, hoặc là mình gập bụng á, mình xem được trên YouTube. Nhưng quý vị có bao giờ mà thấy những người tập thể dục dụng cụ á nha, mà họ có thể tập online chưa? Sư chưa thấy. Quý vị mình có thể mình chạy bộ, mình nâng chân nâng tay rồi múa, gọi là tập thể dục buổi sáng thì mình có thể xem trên YouTube mình tập theo được. Nhưng mà sư chưa thấy ai mà tập khiêu vũ, tất cả các thể loại khiêu vũ mà mình tập online được. Nói như vậy để quý vị thấy là cái vấn đề mà cần kỹ thuật á, là chúng ta cần phải được sự hướng dẫn trực tiếp, chứ không phải là mình cứ nhào vô rồi mình cứ đòi online, cái gì cũng online hết là coi chừng mình chết nha. Sư cảnh báo trước cho quý vị biết. Rồi thôi qua cái câu tiếp theo.